Đuôi này bán bao nhiêu cân này nhỉ? 220 ạ. Thế một cái đuôi này khoảng mấy cân? Cái hơn 1 cân, cái hơn 2 cân. Cái to, có bán cái to, có bé, cái bán bé. 220. Cái bé cô chọn cái bé. Bé này nhá. Ăn đuôi này xuống đời. Hỏi cái đuôi là ngon đấy thôi. 你看看